Ok, chúng ta đến với trận đấu tứ kết ở nội dung đơn nam mở rộng giải cầu lông vô địch các nhóm tuổi tỉnh Bắc Ninh, trận đấu giữa Trần Đức Duy, tay vợt phía áo trắng phía gần màn hình, và Nguyễn Quốc Học, tay vợt áo đen phía xa màn hình. Trận đấu thứ nhất, điểm số 1-1. Hai một cho Đức Duy. Chém cầu rất tốt từ Quốc Học, 2-2. Ok, điểm số 2-2, Quốc Học giao cầu. Cầu tốt, trận đấu mà ai ai cũng mong chờ hết. Khá may mắn. Chém cầu đây, cảm giác của Đức Duy. Ép cầu tốt. Điểm 4-3. Đập cầu tốt. Điểm 5-3. Chém cầu ngoài sân. Cầu không chính xác từ Đức Duy, 5-5 cho Quốc Học. Và Vũ Thiết, trận đầu thứ hai, điểm đang là 19-19, cũng rất căng thẳng. Đập cầu tốt từ Quốc Học, 6-6, hay quá. Kê cầu lôi. Đến trận đấu thứ 3, tuyệt vời quá. Ép cầu tốt từ Đức Duy, điểm số 7-7, quá căng thẳng. 7-7. Chém cầu sở trường. Hay. Liên tục gây sức ép cho Quốc Học. Quốc Học quá bền, cổ tay tốt quá nhỉ. Một pha phản cầu với lực cổ tay cực tốt của Quốc Học. Hùng đang cầm tay để quay mọi người ạ, bởi vì đang diễn ra 3 trận. 3 cái máy của Hùng đang phải làm việc. Cái máy này là cái máy iPhone 5. Gọi là giải pháp cuối cùng cho trận đấu này. Ngoài sân. Tuy nhiên khi đó thì Quốc Học đang bị chấn thương, bị rách sụn đầu gối. Đập cầu không qua lưới rồi. Đức Duy quá khéo léo. Phạt cầu lỗi rất đáng tiếc. 11-10 cho Quốc Học. Ok, chúng ta tiếp tục với trận đấu thứ nhất giữa Đức Duy và Quốc Học. Điểm số đang là 11-10 nhưng về Quốc Học. Đập cầu không chính xác, 12-10 cho Quốc Học. Có vẻ Đức Duy hơi vội vàng tấn công. Chém cầu không tốt. Hất cầu ngoài sân mất rồi. 12-12 cho Đức Duy, hai vận động viên lại san bằng. Chém cầu quá tốt. 12-12. Đập cầu ngoài sân.
lại tiếp tục là một pha cầu ngoài sân của Quốc Học. Đây, người rất nỗ lực từ Đức Duy, Quốc Học đã hơi vội vàng để kéo lưới. Chém cầu ngoài sân. Trọng tài xác định cầu trong sân. Mười sáu mười lăm cho Quốc Học, ba điểm số liên tiếp sau khi đã để thua Đức Duy ở giải cầu lông Mizuno Super League năm 2018. Cầu thiếu lực từ Đức Duy, 17-15 cho Quốc Học. Liệu rằng sẽ có một màn san bằng và dượt đuổi điểm số tiếp theo hay không? Có như lúc trước không? Chúng ta đến với trận đấu giữa Đức Duy và Quốc Học nào. Xem đấu thứ nhất, điểm số đang là 17 đều giữa Quốc Học và Đức Duy. 17 đều, rất hay. Điểm số 17 đều. Kế cầu lỗi từ Quốc Học, dường như Quốc Học đang bị tâm lý một chút. Anh bị mất 3 điểm số liên tiếp, đang dẫn 17-15 mà bây giờ thì bị Đức Duy dẫn ngược lại 18-17. 18 đều đi nào. Theo dõi những điểm số quyết định của trận đấu thứ nhất này nào. Qua lưới rất may mắn từ Quốc Học. Vâng, 19-18 cho Quốc Học. Điểm số, người này dẫn rồi lại đến người kia. Quốc Học vẫn rất bình tĩnh ạ. Vẫn cứu được, hay quá. Cũng đang cảm giác sẽ là 20. Sẽ là 20-18 cho Quốc Học. Chém cầu quá sát. Thua khá nhanh. Và bây giờ thì mọi người hãy xem livestream bên kia xem Đức Duy và Quốc Học đi nào. Mình sẽ kết thúc livestream ở đây. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bình luận viên Sport Hùng. Đang rất đáng tiếc cho pha thủ cầu lỗi của Đức Duy. Điểm số chiến thắng vừa đủ cho Quốc Học, 21-19. Cho các vận động viên nào. Điểm đang là 6-4 nghiêng về Đức Duy. Cho Đức Duy. Phía gần mình của chúng ta là vận động viên Nguyễn Quốc Học đến từ Từ Sơn Bắc Ninh. Và đối thủ của anh là Trần Đức Duy. Sáu bảy cho Quốc Học. Đây thì Quốc Học đã để thua Đức Duy. Tại thời điểm đó thì Quốc Học đang gặp chấn thương. Rất cố gắng từ Quốc Học. Cầu tốt, 9-6. Quốc Học tập trung em ơi. Mang người không? Vâng. Có đâu mới ở nhà đang.
Cộng 3 thôi ạ. Ba anh em, cả ba anh em này. Chấm cầu lỗi từ Đức Duy. Điểm 79. Một cầu không qua lưới. Liên tục là những tình huống ép biên của Đức Duy, cô học đã ngoài sân 10 đều trong tình huống thực sự mạnh. Đầu thứ hai giữa Đức Duy và Quốc Học, điểm số 11-10. Một cầu vội vàng thì Đức Duy rồi, cầu ngoài. Vâng, có đủ rồi. Bắc Linh chưa nhất thủ cổng. Điểm quá tốt từ Đức Duy. Hai cũng tương tự trận đấu thứ nhất, hai tay vợt cứ liên tục bám đuổi nhau. Tay vợt này dẫn rồi lại đến tay vợt kia dẫn. Quốc Học giao cầu. Hai tay vợt, Quốc Học lại vươn lên dẫn trước. Thủ cầu rất tốt. Một cầu tốt 15-13 cho Quốc Học. Không phải đánh giá rằng Quốc Học dạo này tâm lý thi đấu cực kỳ tốt. Thế lưới rất kỹ đến thế nào. Chúng ta phải tạm mạng. Vậy, chúng ta xin mời và tiên với Kim Hoàng, với Bách Tâm, với Kim Cô Tùng của Cô Hồng Vy về nơi cùng với thi đấu. Nếu sau không có 25 phút theo với Kim Hoàng, tôi có thể mua. Một cầu rất tốt của Quốc Học. Phải cùng nhau tiếp tục theo dõi nha. Điểm số 16 đều. Một cầu rất chất lượng và chính xác từ Đức Duy. Những tay vợt mạnh nhất có mặt tại giải đấu này. Trọng tài xác định rằng đó là một pha phạt cầu ngắn của Đức Duy. Đó là một pha cầu nhạy cảm. Vâng vâng, Quốc Học thắng 21-19 trong 1. Đây là cầu tốt. Hùng tưởng rằng đó là pha cài cầu lật lưới của Đức Duy. Chân của Vũ Đức Duy đánh check 3. Hai vận động viên liên tục cầu lửng. Cầu ngoài sân 18 đều. Mọi người dự đoán quá chính xác. Chiến thắng trong set đấu thứ hai tương tự set đấu thứ nhất 21-19 cho vận động viên Nguyễn Quốc Học. Thực sự quá tuyệt vời. Cuối cùng thì Quốc Học cũng đã trả được món nợ mà Đức Duy nợ bấy lâu. Vậy là thành tích đối đầu giữa Quốc Học và Đức Duy là 1-1.
Ok, set đấu thứ hai, điểm số 7-4 cho Đức Duy. Phía gần mình của chúng ta là vận động viên Nguyễn Quốc Học đến từ Từ Sơn Bắc Ninh. Và đối thủ của anh là Trần Đức Duy, tay vợt áo trắng đến từ Hà Nội. Trong set đấu thứ nhất, Quốc Học chiến thắng 21-19. Set đấu thứ hai, điểm số 5-7, Quốc Học giao cầu. Sáu bảy cho Quốc Học. Quốc Học và Đức Duy đang có một món nợ với nhau. Ở lần gặp duy nhất của hai vận động viên trước đây thì Quốc Học đã để thua Đức Duy. Tại thời điểm đó thì Quốc Học đang gặp chấn thương. Rất cố gắng từ Quốc Học. Điểm số 8-6 cho Đức Duy. Hùng nghĩ rằng có thể trận đấu này sẽ phải kéo dài đến set đấu thứ 3 mọi người ạ. Hai vận động viên này ai thắng ai thua thì thực sự quá khó để có thể dự đoán. Đấu tốt, 9-6. Quốc Học tập trung em ơi. Có vẻ Quốc Học đang lỏng tay hơn rồi hay là hơi mệt rồi. Chém cầu lỗi từ Đức Duy. Điểm rút ngắn 7-9 cho Quốc Học. Ok anh Diệp Diễm dự đoán Bắc Ninh thắng. Mọi người nếu dự đoán Quốc Học thắng Cameron 1, dự đoán Đức Duy thắng Cameron 2. Điểm 7-9. Đập cầu không qua lưới. Điểm rút ngắn 8-9 cho Quốc Học, chỉ còn 1 điểm nữa thôi. Liệu có thể là 9 đều không? Liên tục là những tình huống ép biên của Đức Duy, Quốc Học đã đánh cầu ra ngoài. Điểm số 18. Chín mười cho Quốc Học. Duy đã thực hiện một pha, có thể nói là pha cầu lừa hơi khó, và anh đã tự đánh hỏng. 9-10. Ngoài sân 10 đều trong tình huống khá khó, nhưng Quốc Học đã quyết định tung ra một pha dứt điểm thẳng của người Đức Duy. Đức Duy đã bất ngờ trong tình huống đó, tuy rằng pha cầu không thực sự mạnh. Ok, 11-10 cho Đức Duy. Hai vận động viên sẽ nghỉ một chút để tiến vào nửa set đấu thứ hai. Chúng ta tiếp tục với set đấu thứ hai giữa Đức Duy và Quốc Học, điểm số 11-10. Ép cầu vội vàng từ Đức Duy rồi, cầu ngoài sân. 11 đều. Được cầu rất tốt từ Quốc Học. 12-11. Quốc Học giao cầu. Vơi vội vàng rồi. 12 đều cho Đức Duy. Đập cầu dọc biên quá tốt từ Đức Duy.
13-12 cho Đức Duy. Vâng, diễn biến của trận đấu thứ hai cũng tương tự trận đấu thứ nhất, hai tay vợt cứ liên tục bám đuổi nhau. Tay vợt này dẫn rồi lại đến tay vợt kia dẫn. 13 đều, lại hòa nhau rồi. Số 13 đều, Quốc Học giao cầu. Hai tay vợt thay nhau có những tình huống đập cầu vào lưới. Mười bốn mười ba, Quốc Học lại vươn lên dẫn trước. Thủ cầu rất tốt, đập cầu tốt. 15-13 cho Quốc Học. Quốc Học đang muốn kết thúc trận đấu này ngay trong trận đấu thứ hai này, liệu rằng anh có thể làm được không? Đức Duy có thể bình tĩnh và bản lĩnh để có thể vượt qua những khó khăn trong trận đấu thứ hai này để chúng đưa chúng ta đến trận ba hay không? Mọi người hãy cùng theo dõi nào. Hùng đang phải cầm bằng tay mọi người ạ, bởi vì máy kia đang ly. Và Hùng đang thực hiện quay bằng iPhone 5 nha anh em. Điện thoại cổ luôn. Và nếu mà anh em thấy chất lượng nó hơi kém thì cũng thông cảm cho Hùng, tại vì Hùng đã sử dụng đến cái điện thoại thứ 3 rồi. Chiếc máy, một chiếc máy còn lại thì đang tiến hành live stream trực tiếp trận này. Một chiếc máy còn lại nữa thì đang quay trực tiếp trận tứ kết còn lại giữa Quán Thanh Tùng và Nghiêm Đình Tuấn. Mười lăm mười ba, Hùng phải đánh giá rằng Quốc Học dạo này tâm lý thi đấu cực kỳ tốt. Kê lưới rất may mắn từ Đức Duy. Quốc Học có tâm lý thi đấu phải nói là rất là tốt. Và bây giờ những bước di chuyển cũng rất chắc chắn và lực tay cũng đã khỏe hơn rất là nhiều. Nếu mọi người thường xuyên theo dõi Facebook của Quốc Học thì mọi người có thể biết rằng Quốc Học đã tự mình tập luyện chăm chỉ đến thế nào. Thủ cầu không qua lưới. Điểm số lại 15 đều rồi. Rất là ngang nhau. Hai vận động viên đều hô lên để cho nó sung. Hai vận động viên đang tỏ ra rất quyết tâm. 15 đều trận đấu thứ hai. Đức Duy giao cầu. Đập cầu rất tốt từ Quốc Học. Hùng đang phải tập trung vào màn hình điện thoại, không thể dùng mắt mình trực tiếp xem trận đấu được. Bởi vì nếu Hùng quay mặt đi có thể tay Hùng sẽ run mà không thể quay được. Thì Hùng đang cầm điện thoại để quay. 16-15 cho Quốc Học. Hello anh em. Anh em có biết trên tay Hùng đang cầm cái gì không? Đúng rồi đấy. Đây chính là cuốn cán chống trơn đặc trị mồ hôi tay trơn tuột vợt độc quyền Sport Hùng phân phối. Xin chào anh em. Hôm nay thì cuốn cán chống trơn bên Hùng thì đã về khoảng mấy chục hộp. Đấy. Thì ở đây là cuốn cán chống trơn đặc trị mồ hôi tay và trơn tuột vợt độc quyền do Sport Hùng phân phối với duy nhất hai màu xanh và màu vàng. Thì cái sản phẩm cuốn cán chống trơn này thì nó giúp cho anh em nào mà hay bị mồ hôi tay và hay bị trơn tuột vợt ra nhiều mồ hôi. Giúp cho anh em không gọi là khi anh em dùng cái cuốn cán này thì nó sẽ rất là bám tay, nó rất là bám tay và nó rất là mút. Nó thấm mồ hôi cũng rất là tốt. Như mọi người có thể dễ dàng quan sát là ở trên màu vàng thì hơi khó nhìn. Màu xanh mọi người có thể thấy những cái phấn phấn trắng trắng ở trên cuốn cán. Thì nó dường như là trong cái quá trình sản xuất thì nhà sản xuất thì người ta có pha bột chống trơn vào, nên là cái việc mà cuốn cán nó chống trơn và thấm mồ hôi thì rất là tốt. Hùng thì phân phối sản phẩm này cũng chắc là được hơn năm nay rồi, thì nhận được sự ủng hộ và những đánh giá phải nói là rất tốt từ anh em nông thủ, đặc biệt là những anh em nào mà trước kia mà bị ra mồ hôi tay trơn tuột vợt
thì sau khi dùng sản phẩm bên Hùng thì trên 95% là anh em đều hài lòng và quay lại mua. Thế nên mọi người cũng có thể ít khi đợt này cũng ít khi thấy Hùng đăng bán, bởi vì hàng cứ về thì Hùng cũng lười đăng, tại vì anh em khách quen họ cứ mua rồi đấy, dùng quen rồi. Thì nếu anh em nào bị mồ hôi tay chân tuột vợt và dùng một số loại cuốn cán ví dụ như kiểu VS hay là Yonex Fake hay là Yoto mà thấy không hợp mà nó vẫn bị tuột vợt thì Hùng nghĩ rằng anh em sẽ phù hợp với loại này. Bởi vì đa phần khách của Hùng thì là họ không hợp với loại kia, họ dùng Yonex xịn. Họ dùng Yonex xịn thì nó tốn kém quá anh em ạ, toàn 30-35 nghìn một chiếc mà dùng cũng chỉ được mấy hôm thôi. Thì bắt đầu chuyển qua cái loại này dùng thì một là nó giúp giải quyết vấn đề mồ hôi tay, mình đánh cầu tự tin hơn. Mình ví dụ khi mình tì ngón tay bắt lưới các thứ thì nó không bị trượt ngón nữa, đặc biệt là những cái điểm số quan trọng ấy. Thế anh em mà cuốn cán trơn thì đánh cầu rất dễ là bị trượt. Một là tình gọi là cái tình huống xấu nhất là mình bị bay vợt. Không thì mình cũng sợ bay vợt nhưng mà mình không dám bung ra đập cầu hết cỡ, cũng như là ví dụ dí cầu tì cầu ngang ấy thì nhiều khi là cuốn trơn nó bị trượt ngón thì rất là khó chịu và cầu nó đi không chuẩn, nên là nhiều khi là khiến nó không theo ý mình và ví dụ đánh độ chẳng hạn thì thua cũng do cuốn cán, nhưng không phải là biện minh đâu, nhưng mà nhiều khi đúng là Hùng đánh cầu ngày trước đánh trơn do cuốn cán anh em ạ, do cuốn cán đấy, không phải do anh em đánh kém đâu, do cả hai đấy. Anh em nào chưa trải nghiệm sản phẩm bên Hùng mà vẫn chưa tìm được cái loại cuốn cán phù hợp thì thử trải nghiệm xem, thử thôi, thử xem nếu hợp thì dùng lâu dài, còn không hợp thì thôi. Nhưng mà nói chung là nếu đã mồ hôi tay chân tuột vợt rồi thì Hùng khẳng định là 99% là anh em hợp cuốn cán bên Hùng. Cuốn cán không có thương hiệu nữa nhá. Chả lẽ lại in thương hiệu Sport Hùng vào, không thương hiệu gì nha anh em. Mấy anh em cứ hỏi cuốn thương hiệu gì, bảo không có thương hiệu gì đâu, thương hiệu Sport Hùng. Tại vì những cái cuốn kia nó có thương hiệu thì đa phần ví dụ Yonex Fake thì nó cũng in mấy cái cuốn nhái ấy, thì nó cũng chỉ in thêm cái chữ vào thôi, tăng giá cho nó giải quyết được vấn đề gì. Quan trọng nhất là nó vẫn giải quyết được vấn đề mồ hôi tay chân tuột vời của anh em mình nhỉ. Đấy, thì bên Hùng vừa mới về. Chỗ này chắc bán khoảng 2 tuần là cũng hết, thì mỗi tháng bên Hùng về 2 đợt mà. Thì muốn giới thiệu cho anh em nào chưa biết đến Hùng thì dùng thử xem, chứ còn khách quen thì cũng nhiều rồi, đâm ra mình cũng lười. Ngày xưa nếu mọi người để ý Hùng suốt ngày giới thiệu cuốn cán, nhưng mà bây giờ lười quá, tại vì có khách dùng quen rồi. Thì làm cái video này để giới thiệu cho anh em nào chưa dùng thì dùng thử xem. Ok, cảm ơn mọi người nhá. Bye bye.